mấy đợt mấy nô nè. Tâm chào cả nhà mình nha. Sorry cả nhà, tao quên tháo cái nón xuống. Thì mấy anh em nãy giờ là thu hoạch được đợt một cái đợt mây đầu tiên. Đây cả nhà, cái này gọi là cái củ hủ của cây mây á. Thì mấy hôm trước là Tâm có lấy cái phần đọt nó Tâm ăn. Thì hôm nay là Tâm lấy cái, phát hiện ra chỗ này nè, nó có một cái bụi nhỏ nhỏ là mình lấy củ hủ. Đây, ở dưới đây là nó cứng, từ cái phần này trở lên nè. Đó, thì cái đọt đó là cái vị đắng nó nhiều hơn cái củ hủ. Củ hủ thì nó ngọt hơn. Cái này để anh em mình tranh thủ mình thu hoạch ít đi. Thì xong rồi mình đi cặp cặp suối nè, tìm thêm ít đồ ăn nữa em. Một cái đầu tiên. Củ hủ nó ngon ghê nè anh. Có chút nữa mấy anh em mình nướng nha. Bột mây này thì cái củ hủ của nó thì nó đỡ đắng lắm, hầu như là mình ít có nghe đắng. Làm củ hành này. À, từ trong luôn cả nhà. Thì miếng muối à. Mời mọi người nha. Nó giòn. Không có đắng luôn em. Để lọc em thử ha. Trời ơi, gãi ngang rồi. Cây này nãy bị dập rồi nè. Nè em. Từ từ nha. Nhẹ nhàng. Đó. Rồi. Chả muối vô. Cái cục này á. Chả muối vô. Làm cái rồi. Nó đã anh cho mời cả nhà. Ngọt lắm. Có sơ rồi nè. Dưa muối bỏ vô luôn. Đi. Khô quá, không khô. Nước luôn mẹ này. Nè, có nè, mẹ đang chảy rồi nè. Vàng không? Mùa này khô quá, nước nó giữ hết. Được vài giọt, nè. Nói chung là nó cũng đỡ khát cả nhà. Chứ nói mà để uống nhiều thì mùa này nó hơi ít. Tại vì nguyên cái lòng suối luôn á cả nhà, là gia đình mình thấy không, nó khô mà anh tụi nè. Lòng suối mà cát mà nó khô cái này luôn nè. À, mấy cái dây leo nó cũng rút không có được nhiều nước á. Đi em. Con suối này á là mùa này là gia đình mình thấy không, nó chỉ còn có một hai cái vũng nước nhỏ như vậy nè. Này bắt đầu á là tầm khoảng tuần hai tuần nữa là sẽ có những trận mưa. Thì lúc đó là cái lòng suối này nó sẽ đầy lại. Thì cá nó sẽ theo những con suối lớn á, nó lên trên suối này nè cả nhà. Lúc đó là mấy anh em sẽ vô câu cá rừng. Quả. Còn mấy cái vũng này đục ghê nè. Quả kêu nhiều lắm nha Hạnh.
Có cá hả anh ơi? Có. Anh thấy con móng rồi kìa. Nè chỗ này nè. Kìa kìa. Trời ơi anh ơi. Từ từ để anh nhìn coi. Đó. Rồi. Tát mắt luôn em. Được. Có nghĩa là cái bây giờ là sao ta? Cái nước rừng này nè, cái nhà nó bị ụ lại chỗ này á, rồi lá tre rồi nó rụng xuống nè. Cái đâm ra cái là nó đen lên đó, nó ra cái nhựa cái mủ á. Bữa nay quạ kêu dữ ta. Gì vậy? Thôi lấy rác á, lấy rác chặn lại nha. Đừng cho nó qua. Sau một hồi đắp á cả nhà, bây giờ là cũng chặn được sơ sơ rồi. Tâm mới một mình Tâm chạy ra ngoài, bà con á Tâm mượn một cái xô để vô rồi mà hai anh em Tâm chặn dụng nhà cá đó. Vậy hy vọng là sẽ có cá cả nhà ơi. Giờ Tâm với em Hạnh đó là thay phiên nhau mình tát cái dụng này thôi. Bên đây là cho cái nó đổ nước vào bên đây nè cả nhà. Cái máy này nó sẽ bị bể cái đời bên đây luôn. Đang đổ qua bên đây đó em ơi. Đang anh khui bên đây cho nó đổ tràn qua bên đây nè. Con cá gì đây nè hả? Một con. Để đây luôn. Trời nó còn dành nước nè. Dành nước. Nào nó gì lên móng nào. Sau lưng mình ha. Hai anh em tát một hồi mà nó xì qua nè cả nhà. Tại cái đất này là đất cát á. Thì mình tát nước qua cái bắt đầu cái nó thấm heo cát á, nó xì qua nè. Còn một khúc luôn nè, tát một gói luôn ha. Sâu. Còn sâu. Có đụng không? Sao nó móng quá trời mà xuống không đụng ta. Nó xuống sình rồi. Ôi giời. Rồi Lau Kiến anh ơi. Lau Kiến nè. Trời ơi. Ê, nó đậm á, nó đậm. Lau Kiến rồi cả nhà ơi. Trời ơi. Trời khúc cây. Trời ơi, nãy anh tưởng nó cá rô hay cái gì Lau Kiến. Em xíu nữa tưởng không đụng nó nữa rồi lấy luôn. Đây con cá Lau Kiến đầu tiên. Con cá Linh nhỏ hải. Trời gì vậy? Ôi trời trời. Lau Kiến nữa. Bẻ ngạnh nó. Bẻ ngạnh nó cho nó vô luôn. Kệ nàng Lau Kiến đi. Trời nữa nè. Trời đâu dữ hả? Nó gồm dữ á. Con nhỏ mà cho anh. Ờ thảy nó bên kia lại kìa. Qua đây. Ôi. Cá rô nè. Ú. À, nè.
Con cá rô đồng nè cả nhà. Rốt cuộc cũng có được con cá rô đồng nè. Ê, trời ơi. Dạ? Nước có con lươn. Đâu? Em mới nhận rồi chúng nó bơi rồi. Có con gì nữa ba nghe. Trường lắm, dạ nó trường lắm. Có con gì ba nghe dò nè. Hút bằng cái đá, hãy lên bớt. Dạ trơn lắm hả? Ừ, dạ trơn lắm. Trơn rồi chừng có chơi á. Chưa đụng nữa, anh chưa đụng nữa. Được hai con lau kiến, con cá rô. Được cắt mé nha. Dài dữ lắm á. Anh cũng mới đụng cái con gì hồi nãy, nó trơn dưới đây nè. Đi chang như lương vậy đó. Đây. Bắt được con nữa. Lau kiến. Giờ này mình đem ra bãi đá nướng ăn em. Ra bãi đá nướng nè. Con này thịt ngon lắm. Ừ, dứt cái ngành nó luôn. Không to ha, trời ơi, tát ủ cá rừng tưởng luôn. Cá gì nó ngon lắm cả nhà, về hai anh em trúng ổ cá lau kiến. Rồi bắt luôn. Lau kiến không cả nhà. 1, 2, 3, 4, 4 con. Tâm với em Hạnh thấy cái dũng ở trong rừng này ngon quá. Hai anh em tát tưởng đâu cá ngon, ai về đụng ổ cá lau kiến không à. Lựa được 4 con nè. Bắt cái chiều nay nướng. Thì giờ mình đi ăn vòng nha. Bên kia, rồi, giờ đừng bắt nữa. Tại vì cái này lau kiến nhỏ không à. Nó còn nhiều lắm mà, toàn là cá nhỏ không à cả nhà. Đây đi con này, gai nè, gai nè. Xả gai nha cha. Ơi, từ từ, gai dữ lắm. Nhỏ lắm nè. Để lôi nó ra. Rồi. Đây đất còn dữ nè. Kiếm chùa ụ cả nhà ơi. Này nãy rồi có. Này chuột nè, gió nè. Nó chết rồi. Rồi, nó nằm trên mặt quá. Ừ, nằm trên mặt chết rồi. Ê, nó ra đây nè. Để nha. Hai anh em Tâm giờ kiếm ít ốc ở cả nhà. Chiều nướng. Ê, em đào ra con hay gì nè, cái vỏ này phải không? Đưa đây coi nè. Ừ, có cái vỏ. Có cái láng đâu rồi. Em đào ra được con hay gì vậy đó. Em kiếm nè. Đó. Thấy không? Em bớt thử ra. Thử ra. Trời ơi, không vỏ còn tươi kìa anh. Nè, thì mình gỡ nó thử ra thử coi. Miếng gấp. Đó. Còn sống. Ôi. Thịt nè, thịt ở trong nè cả nhà. Thấy không? Cái loại này á là cái chỗ Tâm đang ở rừng này á là dân địa phương bà con kêu là con chùa ụ. Và nó có một cái tên nữa là dễ thương lắm cả nhà, là con bé đít. Con bé đít. Tâm hỏi những cô bác ở gần đây á là cái con này á, có phải là con chim chép không? Thì mấy cô bác đó là nói là con chùa ụ với con bé đít. Rồi nói cái con này là nấu canh hoặc là nướng ngon lắm. Nướng với mỡ hành hoặc là có bơ á, bỏ vô ngon lắm. Đựng con rồi nè. Cái loại này nó sống. Thì bình thường á là gia đình mình thấy như cái chỗ này nó có cái vực nè. Là vô cái mùa nước á, hiện tại là Tâm với em Hạnh đang ở dưới cái lòng suối. Nước nó sẽ dâng lên tới cái gốc tre á. Những cái con này nó sẽ vô trong những cái vách đất này nè nó ở. Rồi tới cái mùa hạn á là nước nó rút hết á, cái nó ở luôn trong này á, nó chờ mùa nước tới á. Mùa nước tới thì cái suối này nó lại ngập lên nữa. Chỗ này nó ít nè. Này có con nhỏ bên đó ha. Con. Rồi nó đẻ ra nè.
Để chút rồi quá trời luôn nè Hạnh. Ừ, nhiều quá. Nè bên đây con cái nè. Ừ. Nó đẻ cái ổ ra nè. Này đụng ổ nó rồi đó. Thịt nó này cả nhà. Rồi, cả nhà nhìn kỹ vô nè. Thịt ngon lắm. Và cái con này á, nó ở trong nguyên một cái mùa nắng ở trong đất này nè. Là nó không có cát. Đặc biệt luôn là cái con này nó không có cát. Em Hạnh đào bị bể hết con nữa nè, được hai con rồi. Nè. Không phải. Cục đất rồi nè. Chỗ này ít nè. Chỗ này ít. Ừ. Dài tới đây hả? Nó mà trúng ổ rồi là đào liên tiếp luôn. Đào vô nghe. Nó ở dưới sâu không có, cả nhà nó trong trong mé không à. Như dưới đây vậy nè, nó không có ở. Mà nó ở trên mé không? Đó, đây con còn rồi, em đào đứt ra rồi. Mạnh quá, đất cứng á. Bởi vì lần trước á là anh kêu lấy cây không? Ừ. Lấy cây mình đào nó sẽ không bị bể. Còn dao là mình đào cái là bể liền à. Chỗ này anh mò không nổi luôn á anh. Cứng lắm, này cứng rồi. Ồ, đất cứng quá. Đào không nổi nó luôn. Trời ơi. Nó bự dữ vậy nè anh ơi. Trời ơi sao mà nó to dữ vậy. Em bóp bóp dưới đây nè. Ừ. Con này là đúng cái bánh đít luôn nè. Nó lên bánh ú rồi. Bánh ú. Ngọc của rừng. Ê có gì kìa. Thấy không. Ê đây em bỏ cái con này vô cái. Nè. Con gì kỹ ra. Ừ dục đi. Mò dưới đây hả. Mò dưới đây. Bóp bóp mấy cái cũng như ngồi vô luôn. Nè, đây nè, nè. Nè. Trời ơi. Ủa. Ờ còn sống. Còn sống. Nặng nè, nặng mà. Nặng còn sống hết rồi. Đây nè, sao nó nằm trên bờ luôn nè anh ơi. Ừ. Còn sống luôn nè. Ừ. Ừ, hai con. Cá em bắt giống như cá trò đồi vậy. Ừ, cái nhỏ. Vàng khè luôn nè anh. Nè, vàng á. Trời ơi. Ơi, 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 ơi. Anh ơi, một ổ cá luôn nè. Nè, ai biết đâu. Anh khiêu cái đó hai con nè. Ôi quá trời luôn, ba con nè. Cá chào đòi con cả nhà nè, nó không có to. Nè, còn đây nữa nè. Ổ cá nó rút trong này nè. Đó, con nữa. Trời ơi con nó nhảy ra nữa kìa. Trời ơi con trong này nữa nè. Đó, ra con nữa nè. Chui vô hang cái rào đồi á. Mùa này nắng quá cái con gì nó cũng chui nó trốn thôi. Cái gì nó chạy lên hả? Ê lồng tông em ơi nè. Ờ em quậy với cái nó lên á kìa kìa anh ơi kìa đó quá trời luôn. Cái này nó còn được cái vũng nước trong cái gốc tre này cả nhà. Ui, được con đó nè. Tâm bắt được một con. Nè. Ngon không? Này, đây, chụp ra, chụp ra. Mò dưới sình. Mò dưới sình kia nó có là nó nằm dưới mình bóp tròn. Sảng. Gai không nha Hạnh? Đây gai tre. Em Hạnh chui bên đây. Hai anh em Tâm đang ở trong cái gốc tre gai. Vậy mà đây không mò được cá. Có mấy con đầu kiến không à. Gai dữ lắm nha em. Sò
trâu á, đây trâu nè. Ừ, cái gỗ nó còn có cái lõi không cả nhà, nó đi qua cái nó ăn móng nè Hạnh. Ừ, đi qua đó thấy không nè, quá trời luôn. U lâu kiến không ạ. Cứng lắm luôn á, cứng lắm rồi nè. Làm cứng ngắc ngỡ ra nổi chùa bên đít. Ở con người nè, hai ba con dưới đây nè, nè. Ừ. Thấy không nè, đây con cái nè em, anh kéo là đỏ, trời ơi nó mập, đã không cả nhà, ba con rồi đó, thôi đây, con nhỏ con thả đi, con nhỏ thả, nè nó đẻ ra nè, nó đẻ ra con nè, con còn xíu mình để dưới nước à, cho ừ. Nó còn sống, con này nó lì lắm, ủa 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 đâu bự dữ vậy. Con to ghê không? Ủa chết hả gì vậy? Không, còn sống. Con này bị bãi rồi. Bị cắn. Bãi lấy luôn nè. Con. Anh nghe cái rắc hả? Đâu đây nè. Đây nè. Hai ba con luôn. Nè, đây con nè. Nó nằm nùi ở trong đây nè. Nãy ra trong mấy cục đó. Nè. Con còn. Chút nữa đầu à, đợi con bự còn mấy con nhỏ tầm thả lại. Thả xuống nước đây nè. Nó là giờ nó nằm cái mùa khô nó nằm vậy nè, cái nó chờ nước á Hạnh. Ừ. Đây. Trời ơi. Nhiều ghê vô. Đào có xíu thôi. Nè. À, con này nhỏ. Nhỏ kè. Thấy không? Ừ. Đó, cái lưng nữa đó. Ừ, con này này được nè. Thấy vậy chứ ở trong nó không có cát cả nhà. Con này nó sạch lắm, nó không có giống như mấy con chim chép ở sông nữa. Mấy con này thì trong người nó là hoàn toàn không có cát luôn. Vậy là về mình nướng, mình rửa sạch cái phần vỏ nữa mình nướng thôi. Nghe ổ anh ơi, nghe ổ luôn hả? Bên đây nè, dạt bên đây nhiều lắm nè em. Nè thấy đó. Chưa u nó nằm trong đất nè, nó trúng ổ nó là một chùm luôn. Đây nè tụi nó. Trời bự ơi. nè dưới đây nữa nè, hai ba con luôn, ghi con đó ra đây con nữa nè. Trời ơi. Con này nhỏ nè, đại cơm đi, hồi mấy con ấy con nhỏ của mình dục nó xuống nước, thả dưới nước cho nó đang nè. Chờ nước mùa mưa đó, đất giờ nó cứng lắm, chỉ cần mà em Hạnh nại là mạnh cái là đất nó ép cái vỏ con này bể luôn á cả nhà. Nè. Anh thấy đây dùng con đó nè. Đó. Trong này có không ta? Đây cái gì nè? Không. Không phải. Cục đất á. Hai con. Đây con nhỏ. Còn cái thịt nó ngọt lắm luôn. Bữa ăn mời luôn. Ý trời, đòi ngay luôn. Đâm trúng rồi hả? Bạn này núp đây bị em Hạnh quất cho một dao rồi. Quất dao xịt nước luôn rồi nè. Thấy không? Nó làm dọc gì đó. Em đâm dọc có gì bể con miếng. Gỡ cái cục ra. Nó không có nằm sâu dưới đất đâu. Cạn không em? Đúng con đó. Trời ơi, một ổ. Đây con đó nè. Mấy con mini. Nó nằm dưới cái lớp đất này nè. Đó. Nè. Bự ghê nè. Thấy không? Ú nu luôn. Mập ghê nè. Trời, đây con đó. Ê, con cua. Trời, thôn. Cậu, cái lưng con này dày ghê nè em. Ừ, con đó dày thịt lắm rồi. Con đỏ lên nè. Ôi. Con này tổ chán luôn nè. Con đó lên bánh ú. Con này lên bánh ú không còn bánh ít nữa cả nhà. Nó bóng luôn nè. Đã ghê không Hạnh? Ừ. Trời, có rít nha. Rồi mấy con luôn. Chúng ổ rít nè, mini nè.
Đúng rồi, nó đó, ghi nó lên. Dưới này đang con nó. Ồ, nó nằm trong cục đất nè. Khô quá, cua nó ngậm. Công nhận cái con này nó hay ha em. Nắng cỡ này mà nó vẫn ở trong trong đó mà nó sống được luôn. Nó tích nước á. Trong người nó có cái túi à, nó tích lại nguyên một bọc nước ở trong. Hay ổ mà em chọt đâu cũng sọc sọc hết ta. Ôi ổ con nhỏ. Nè, 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 nè. Thấy không? Con nữa nè. Ý, nó đây nữa nè. Ý. Bị lủng nè. Mới đào có một chút mà một đống luôn rồi nè cả nhà. Quá trời quá đất luôn. Mình bỏ nó vô mấy con cá. Còn có con này bự nhất nè Hạnh. Cái con đó mò dưới cát á. Ồ nó dậy kìa. Con này lên bánh càm mày. Không còn bánh ít nữa. Quá trời nhiều luôn ha. Mấy con trên này nó bự nè. Này nướng đã lắm. Đậy cái sọt ở trên rồi dưới nữa hả? Đây sọt trên trong đây. Ui. Đây anh phụ cho. Mát à. Tắm em ơi. Tắm hình. Sản phẩm của mình về hành. Ê, ê, con cá lồng kiến nó còn sống. Sống. Hai con. Hết rồi. Đây là hai anh em tâm lựa mấy con to to cả nhà. Giờ bắt đầu rửa mình nướng đó. Ừ, mấy con này nướng nó đã em. Mấy con kia nhỏ nhỏ là mình luộc. Mấy con bự này nướng ăn ngon lắm á. Chạy hết con cá lồng tông của anh rồi. Trơn luôn nè. Thấy không? Ê. Ừ, sạch bon. Lát lát trơn nó là sạch à. Ê, còn sót hai con này nè. Ba con. Rồi, tắm thôi. U. Tới quá à Hạnh.
Em Hạnh làm chén nước chấm rồi bộ kẹo dữ luôn rồi cả nhà ơi. Giờ mình để đây luôn, chín con nào mình ăn con đó luôn ha. Hôm nay mình nướng mồi nha, bữa nha. Nhét vô, chín con nào của mình ăn con đó luôn. Có con này hẻ mỏ rồi nè em. Chưa đâu, chờ xíu đi. Em coi sâu cá của anh kìa. Chờ trở sâu cá nha. Ào. Trời ơi, vàng ao luôn nè. Này chín nè hả? Đó chín nè. Dứt. Dứt đi. Chín con nào mình ăn con đó vậy mới ngon em. Ăn đi Hạnh. Ừ. Trời nó khô nè cả nhà. Ui. À, xin phép cả nhà mình tâm bóc luôn nha. Ăn cho nó ngon. Kẹo kìa. Mời cả nhà mình nha. Rất là ngọt luôn Hạnh. Mình thử coi. Cái đèn đen là cái vỏ trái á. Bóc lên luôn. Không có cát đâu em. Anh mời cả nhà. Trời, béo đã. Vậy nó khô nước lại ngọt lắm anh. Ừ, ngọt cực kỳ luôn, im ru luôn ha. Công nhận ngon thiệt cả nhà. Bữa nay mấy anh em nướng mọi vậy mà ăn ngon ghê luôn á. Đã kìa. Đâu con nào đâu. Từ từ để anh lấy bảo bối ra. Rượu này là rượu sâm tâm ngâm á cả nhà. Nó cái màu này là cái màu sâm nó ra nè. Ôi. Mời cả nhà mình một ly nha. Cái này là ly nhỏ, ly bằng cái nắp à. Em đã. Ôi. Anh mời cả nhà. Làm con nữa em. Con nữa anh nè. Vô. Đây mình làm nè, em làm con bự đi, anh con nhỏ cho. Mình nướng mọi ăn bóc vậy luôn cả nhà. Bữa nay không có chơi chén. Vậy mà nhiều khi nó ngon lắm. Mời cả nhà mình nha. Mình coi con bự nè. Thịt không á. Quét mạnh vô. Mời cả nhà. Anh con, em con ha. Vô, vô em ơi. Ăn cá bự, ăn cá bự nhiều khi nó không ngon bằng mấy con nhỏ nhỏ vậy nè cả nhà. Nó đã cho bà thấy ra. Mời cả nhà nha. Này cũng ngon luôn. Mời cả nhà. Thơm rồi. Thơm. Vô mình ơi, chịu hết nổi rồi. Mời cả nhà nha. Ngon quá. Mời cả nhà. Im ru luôn. Quá đã ha. Còn người bằng nữa anh ơi. Ngon rồi. Trước nó ra. Nó còn phần non trong á. Phần này nè. Đó cái lõi đó ha. Đó. Ê trời ơi. Than không sao. Than. Quá. Im ru luôn. Mãi màu vừa lần. Đã ha. Tới này già. Tới không chứ già rồi. Ốc nè. Ốc nè. Nóng nó ăn nè. Nóng nóng rồi mới ngon. Con này khô rồi nè. Cái này nướng mọi vậy mà ăn ngon ghê.
Im lắm. Ngon ha. Trời giờ là bắt đầu qua sập tối nè. Chút xíu nữa cái Tâm với em Hạnh là sẽ đi săn đêm trong rừng, với lại đi câu cá luôn đó cả nhà.